chị và các bạn nha. Vườn là mình hái cà vô hồi nó chiên, cà chiên dầm nước tương. Ngày Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Đi sâu nữa. Kia leo có bông có lụ rồi đó. Có trái nhỏ. Cái thìa mình nay lớn rồi nè. Mới vô gốc nè. Tới mùa mấy con ve nó kêu lên lột vỏ nó lên. Dưa leo ở dưới gốc có trái. Sáng trời âm u. Hai cái cà hồng chiên đi. Mạch sướng mình lăn nước. Vừa mắm nữa. Vừa mắm, trộn vừa mắm nè. Có này có trộn rau muống lưỡi không? Chết, mà quên muống lưỡi. Có ngoài đó, một chậu nhóc đó. Mình hả? Hả? Hái đi. Vô găm với muống lưỡi, trộn ra hái. Trộn gỗ mà quên. quên hái vào nữa. Hỏi được buổi trước con trộn lên căng nhộng cho. Muống lưỡi với vô găm. Chỗ con trộn cái gì hôm qua đó, trong cái chậu đó. Hôm qua chồng vậy chứ chừng có ăn á. Mình sắc mỏng mỏng nè. Ướp gia vị vô rồi xào để vô trộn. Còn mấy trái xài nó hổng gà nó rụng muốn hết. Cái gùi đục mấy hơn chưa? Mấy con đục hư rụng hết chưa? À, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình ra vườn hết thời vô cho mẹ chọn đổi. Ba trái toàn tiền. À, anh gần xuống cho em hái. Hả? Ờ còn hiếm rồi, còn trái còn ngon á. Trái bên kia nó già hơn. Ủa, dây gì bò lên vậy? Hử? Ừ. Gì gì gấp á? Hồi nãy tưởng hái trái là không nhiều rổ nha. Hai trái thôi, hai trái chắc ăn đủ rồi. Cái này ha. Ừ, cái đó đi. Cái kia đang sống nè, mình hái đang sống. Dạ chưa? Giờ mình cắt cái bún lũi. Chim ghim này nó sống. Ghim thử, ghim được. Thử cắt. Để nó già nha. Cắt sớm nè. Thêm cộng hai cộng chắc được, có mùi rồi. Anh đâu có ăn được đâu. Rồi nhớ thôi. Nhìn hôm qua mình trồng trong đây luôn, cho nó bò lên. Đang bò có bông à. Lên me luôn. Cho nó thấm luôn rồi mình xào mình trong gỗ. Cho tỏi hành phi vô. Muối. Muối đường nước mắm. Một xíu nước mắm. Nước mắm giờ nó đậm đà. Cho miếng hạt lim vô. Bầm rồi nè, bầm có ngốc hành với củ hành tím đây rồi, mình cho miếng tỏi phi vô. Hết. Hạt niêm. Hạt
xíu muối, tí nước mắm nè. Dồn vào trong con mực cho mình hấp gừng, còn cái miếng gừng nữa. Mình cắt sợi sợi đó. Tầm mới hơi khơi nó tốt, không chăm sóc thì nó tốt. Chăm sóc nó không tốt. Biết tiêu nữa. Xài quá già luôn. Mà vậy mà mấy con gùi đó, cái kim vậy mà nó đâm vô hay hết. Mấy con đó nó phá. Nhà nó vàng vậy hả? Nhà lắm rồi đó. Rồi. Chấm ướt. Nghe, nghe, nghe. Nghe mùi là thấy thèm rồi đó. Ai nó nguyên vậy? Nguyên. Trái nào cũng bị đục hết rồi. Nó già quá, nó hư luôn. Dạ chứ. Mình nhổ vô hết luôn. Giống như mình vô mình hấp gừng, hấp mực. Khô chứ. Nướng lên mình nướng chồng cho lỡ. Mang lại bông màu này đẹp thế, nó nhu nè. Cái loại màu vàng cam cũng đẹp luôn. Màu vàng này nhu nhu đẹp. Nó từ hôm tết tới giờ luôn. Nó chịu màu nhu nhu vậy đẹp nè. Cái tắc à, bông nhóc. Trà đó không thích làng nữa. Bên đây đang lú ra được hai chùm bông á. Trong đây được một chùm. Kiến vàng. Chín nè. Hồi làm nước mắm. Hôm qua kia có trái chín nữa ha. Hai ngày mai hai trái chín qua. À, nhớ là chín. Ừ. Cái bông nhóc nè. Ừ. Hết đợt này cái đợt sau có nữa. Đồ sợi ở trong gỏi nó ngon. Sợi đi cái con bào củ hành không cắt thì cà mẫu trộn chiên luôn, cái lấy cục nước đá. Rửa lấy cục nước đá để vô ngâm, lấy cái ớt không cay nữa. Ủa cái này không nhắc nước nữa nè. Ủa nhắc rồi, rửa nước đá rồi. Rửa rồi cái ngâm như pha nước đá ha. Mình dồn thịt vô. Thành con mực trứng. Mực thịt. Uống nữa hả? Uống nước đó hả? Kêu bà nở gót đi. Lấy đứa con á. Nó khác đi. Thì không thấy á. Không nấp nghe cả. Không tay con sợ không nóng á. Sợ không? Sợ không? Sợ không nói. Không sợ nha. Không sợ luôn hả? Sợ luôn hả? Ừ. Nói sợ lắm rồi đó. Để đâu? Ờ để đi. Để cho nội đó hả? Đi tung tăng nữa ha. Ôi cục vàng, ôi cục vàng. Đi tung tăng nữa ha. Phỏng tay, nội phỏng tay không ẩm được. Nói gì đó. Nội phỏng tay hả? Con gái cho nội hết hết phỏng tay thì sao đâu? Gái thì sao? Ha ha ha, nước nữa ha. Ha. Ủa con kia, con kia. Gái thì sao, gái cho nội hết. Cảm ơn nha. Hả? Dạ nói lại đi rồi 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 nội mới cho. Cho coi mẹ. Ờ rồi mới cho coi mẹ. Rồi sao? Gái cho nội hết hết tao hết. Sao? 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 Sao?
Làm sao? Giá giờ nổi hết cái tay thì sao? Chấp tay sao? Chấp tay sao? Vì quá đau quá, tay nó đau quá nè. Chấp tay sao ta? Đau quá. Đau quá sao? Vậy hả? Nè, nữa ha, không cho luôn. Không cho luôn. Cho gần vô nữa. Mình bắt nước lên rồi để vô hấp, hấp cách thủy để hấp lên. Mắm này mình bầm tỏi ớt mình trộn vô rồi với đường với chanh thì mình cho thêm vài miếng ớt không cay vô đó cho nó đẹp. Mắm này nó giòn, mắm này nó không có màu. Ừ, giòn ngon. Để xả hơi. Ủa, sao nó ra màu dữ vậy? Ra nước quá trời nước luôn. Một ra nước dữ hả? Đầy đầy dĩa luôn à. Mình hấp mà sao nó ra nước dữ vậy? Cái này nó cũng sắp chín nè. Sao mình chê nước từ bớt rồi. Trời ơi, đâu có để nước đâu, mực để gáo mà sao nước dữ hả? Hầm hơi đâu mà dưới thôi. Nước ra mực ra. Nè nó vàng chín nè. Xào thịt trộn gỏi. Tỏi mình nó thơm rồi, ra thịt vô sạch. Mình xào chín rồi, mình tắt bếp để nguội, mình để vô mình trộn. Mình nấu nhắm đường, mình bầm tỏi ớt rồi. Mình trộn vô. Cho nó thấm với mình cho nó ra dĩa để thịt lên trên. Giờ hun lửa với đồ dầm lên rồi. Này có bắp bò mà trộn. Ừ, trong gói bắp bò là không? Bắp bò trộn bắp thấu gì đó. Bò bắp thấu. Nó tháo là làm cái kiểu kia, xào thịt rồi chuối khéo để vô này, gỏi bò mình trộn gỏi xong rồi mình cho ra dĩa, dĩa cái mình để thịt lên trên, thấy dĩa gỏi này là hấp dẫn rồi. Mình cho thịt cho dĩa. Ngon nha. Ngon không? Dạ. Ui. Cái bà cắt miếng nước tương ơi. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Bà ăn này ha. Mời ông bà cô chú anh chị ra tặng bữa cơm gia đình mình nha. Rồi cô Chung mời cô chú anh chị bạn ăn cơm gia đình của cô Chung nha. Mâm đi. Mâm. Ừ. Ngon lắm. Ăn có không khí Tết. Âm. Lẹ. Âm lắm. Ăn thịt không? Ăn thịt ăn đi. Chú ba. Ăn thịt tâm kia mới gấp cho ăn thịt. Cho chú ba ăn cơm rồi đi rồi quýnh chú ba nha. Quýnh nữa hả? Quýnh lại vậy?
chú Ba. Rồi nó ăn cơm xong rồi ăn chú Ba. Trứng mà. Chú Ba không thắng à. Chú Ba đi làm gì thớm cũng bị quýnh đâu. Hương nổi cho thường ngọt vậy anh. Chấm miếng mắm mình ngon. Thằng Nhi vừa mắm cũng ngon. Cái mắm giòn đậm đậm. Gì vậy? Cái khế rụng luôn rồi. Hả? Khế này không? Cái khế rụng rớt rồi. Cái khế đó. Chua. Chua. Giống như cái mì gì đó, ăn đi. Chua. Mà ăn cái con rồi. Hả? Chua lạ. Ba có con gì nhỉ? Con không? Không mà một trứng á. Một trứng. Một trứng có trần hả? Có gần ăn thơm. Có gì không? Ừ. Cay dữ hả? Vô luôn hả? Ừ. Chú Ba bị gì kìa? Chú Ba bị tê tê. Chú mắm giòn hết sức giòn. Giòn ngâm ngâm. Ừ, ổng thương chú Ba. Nội thương con ha, thương con nhiều. Ổng mua sữa chú Ba nha. Ổng mua sữa chú Ba luôn hả? Rồi, mua sữa cho con thôi. Con là cục vàng của nội mà, thấy không? Ăn cơm đi. Con nhỏ nè, nhỏ nè, thương nhiều. Thương chú Ba nha. Ừ, cũng có thương chú Ba. Con mua nhỏ con nha. Ừ, mua sữa cho con. Ổng mua sữa cho ba nha. Ừ. Cả vợ. Còn mua chứ rồi. Cả cái bé rồi á. Ừ. Anh đi ăn cái gì mẹ coi. Con mới đưa cho mẹ coi. Té, té. Con múc cơm miếng rồi. Cơm miếng nhỏ rồi. Hai Sướng xin kết thúc clip này cô chú anh chị các bạn. Hai Sướng hẹn cô chú anh chị các bạn với phe của Hai Sướng nha.